bạn đã bao giờ tự hỏi liệu mình có phải chỉ là một gương mặt vô danh trong đám đông hay là một người thực sự khác biệt cảm giác này không hề hiếm nó là một lời thì thầm chân lý cho thấy bạn độc đáo trong một thế giới thường ca ngợi sự tuân theo hãy tưởng tượng bước đi trên một con đường ít người qua nơi quan điểm và ý tưởng của bạn nổi bật giữa muôn vàn âm thanh quen thuộc giống như bơi ngược dòng trong một con sông chảy về phía ngược lại tuy đầy thử thách nhưng lại mang đến một sức mạnh độc nhất sự khác biệt này được thể hiện qua lời của nhà triết học khắc kỷ thông thái seneca tìm thấy chính mình thường có nghĩa là tìm thấy mình trong hàng ngũ những kẻ điên rồ khác biệt không có nghĩa là sai lầm nó cho thấy một sự độc đáo khiến bạn khác biệt tại đây chúng ta sẽ đi sâu vào hành trình đáng chú ý này nơi sự khác biệt không chỉ là một đặc điểm mà là một kho báu đang chờ đợi được khám phá và tôn vinh dấu hiệu đầu tiên của việc khác biệt chính là trân trọng sâu sắc sự cô đơn Thích tận hưởng bầu bạn với chính mình không phải là dấu hiệu của sự cô lập, mà là sự tôn vinh nhận thức bản thân và chăm sóc bản thân. Sự ích kỷ và tự chăm sóc là hai thế giới khác biệt. Trong khi sự ích kỷ đẩy con người ra xa, thì tự chăm sóc là nuôi dưỡng. Bạn hiểu rõ sự khác biệt này. Đó là về việc tìm ra sự cân bằng giữa việc vì người khác và tôn trọng nhu cầu của chính mình sự cân bằng này là điều cần thiết để duy trì cả các mối quan hệ bên ngoài và hạnh phúc bên trong của bạn trong sự cô đơn này một sự tự tin nở rộ bạn không phụ thuộc vào sự xác nhận liên tục từ bên ngoài hoặc nhu cầu luôn phải được bao quanh bởi người khác đôi khi ở một mình không chỉ được ưa thích mà còn cần thiết một cõi yên tĩnh nơi bạn có thể nạp năng lượng suy ngẫm và trưởng thành sự tự tin khi đón nhận sự cô đơn này thường bị hiểu sai nhưng đó là một đặc điểm mạnh mẽ của những người khác biệt. Sự hiện diện tự tin của bạn khi ở một mình tạo nên một tấm gương mạnh mẽ cho người khác. Không chỉ đơn thuần là thích ở một mình, mà là phát triển mạnh mẽ trong đó. Điều này không có nghĩa là xa lánh tương tác xã hội, mà là hiểu giá trị của thời gian chất lượng với chính mình. Đó là một cú hích tinh tế cho người khác, cho họ thấy sức mạnh và sự bình yên đến từ việc cảm thấy thoải mái trong chính con người của mình. Cuối cùng, đặc điểm thích bầu bạn với chính mình khiến người khác cảm nhận bạn như một người khác biệt thật hiếm khi tìm thấy một người cân bằng giữa việc chăm sóc bản thân với việc chăm sóc người khác người có thể ở một mình mà không cảm thấy cô đơn sự pha trộn đặc biệt của những phẩm chất này khiến bạn nổi bật nó truyền cảm hứng cho những người khác tìm kiếm sự thoải mái và cô đơn của riêng họ để trân trọng sự độc đáo của bản thân và hiểu rằng việc khác biệt không chỉ ổn mà còn là điều đáng tự hào đặc điểm thứ hai bạn mang trong mình chiều sâu cảm xúc hơn người khả năng kết nối sâu sắc và dễ dàng với người khác không chỉ là một kỹ năng mà là một món quà của bạn chính trí tuệ cảm xúc dồi dào này cho phép bạn không chỉ hiểu mà còn thực sự đồng cảm với cảm xúc và trải nghiệm của những người xung quanh mối liên kết này vượt xa những từ ngữ đơn thuần nó là về việc chia sẻ một phần tâm hồn một sự thấu hiểu bẩm sinh cộng hưởng với người khác ở một tầng sâu hơn bản chất giàu cảm xúc của bạn tỏa sáng nhất trong những khoảnh khắc trải nghiệm chung dù là trong cuộc sống thực hay khi xem cảnh phim lay động năng lực cảm nhận sâu sắc hòa mình vào cảm xúc của người khác là một phẩm chất hiếm có bạn không chỉ quan sát cảm xúc bạn trải nghiệm chúng tưởng tượng mình trong hoàn cảnh của họ cảm nhận những gì họ cảm nhận điều này biến bạn thành ngọn hải đăng của sự đồng cảm và thấu hiểu trong một thế giới thường quá bận rộn để dừng lại và cảm nhận Chiều sâu cảm xúc này đi kèm với sự chân thành tự nhiên, không chút phòng thủ. Bạn không ngại thể hiện cảm xúc thật của mình, cho dù đó là niềm vui, nỗi buồn hay sự đồng cảm. Trong một thế giới mà nhiều người cất giấu chặt cảm xúc, sự cởi mở của bạn trở nên tươi mới và hiếm hoi. Chính bản chất chân thành này khiến bạn dễ gần và khiến bạn khác biệt. Bạn không chỉ là một người lướt qua, bạn là người thực sự nhìn thấy và cảm nhận thế giới và con người trong đó. Lòng trung thành một đặc điểm gắn liền với chiều sâu cảm xúc của bạn càng làm nổi bật sự độc đáo của bạn giữ lòng trung thành trong một thế giới tạm bợ là minh chứng cho phẩm chất của bạn nó cho thấy cảm xúc của bạn không chỉ là những phản ứng thoáng qua mà còn dựa trên một cảm giác cam kết và thấu hiểu sâu sắc đặc điểm thứ ba bạn biết mình không hoàn hảo việc thừa nhận và chấp nhận sự không hoàn hảo là một đặc điểm khiến bạn khác biệt trong một thế giới thường bị ám ảnh bởi vẻ ngoài hoàng mỹ bạn hiểu được một chân lý cơ bản không ai kể cả chính bạn là hoàn hảo sự chấp nhận này không phải là buông xuôi mà là một sự tôn vinh bản chất con người trong tất cả các hình thức đa dạng của nó đó là một tư duy giải phóng bạn khỏi sự theo đuổi hoàn hảo vô tận cho phép bạn sống chân thực hơn trong một xã hội nơi nhiều người cố gắng thể hiện một phiên bản lý tưởng của bản thân sự chân thành của bạn thật đáng trân trọng sự trung thực này không chỉ khiến bạn bám trụ vào thực tế mà còn tạo ra một không gian thoải mái cho người khác họ cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn biết rằng họ không cần phải giả vờ hay che giấu những khuyết điểm của mình việc bạn chấp nhận sự không hoàn hảo khuyến khích người khác sống thật với chính mình tạo ra một môi trường chân thành và cởi mở thái độ không phán xét của bạn là ngọn hải đăng của hy vọng và an ủi bạn không phán xét hay áp đặt niềm tin của mình lên người khác thay vào đó bạn lắng nghe với một trái tim cởi mở tôn trọng lựa chọn và quan điểm của họ cách tiếp cận này thúc đẩy lòng tin và sự tự tin đặc biệt ở những người cảm thấy lạc lõng hoặc không thoải mái sự hiện diện của bạn trở thành một nơi trú ẩn an toàn nơi họ có thể tự do thể hiện bản thân mà không sợ bị phán xét trân trọng sự khác biệt và trao quyền cho người khác bằng niềm tin và sự tự tin là những phẩm chất khiến bạn trở nên phi thường trong một thế giới thường áp lực tuân theo sự chấp nhận sự không hoàn hảo và tôn trọng cá tính của bạn là vô cùng quý giá. Những phẩm chất này không chỉ là dấu hiệu của sự độc đáo của bạn, chúng là lời kêu gọi cho nhiều người như bạn trên thế giới. 4. Bạn mang trong mình một sức hút bí ẩn. Thể hiện một cảm giác bí ẩn là một nét đặc trưng xác định nên tính cách độc đáo của bạn. Không giống như những người sẵn sàng tiết lộ mọi khía cạnh của cuộc sống, bạn duy trì một hào quang hấp dẫn. Đây không phải là về sự bí mật nó là về việc lựa chọn những gì để chia sẻ và với ai phương pháp tiếp cận có chọn lọc của bạn trong các kết nối cá nhân và những tương tác hạn chế nhưng đầy ý nghĩa mà bạn tham gia kích thích sự tò mò của mọi người họ bị hấp dẫn bởi sự bí ẩn của bạn một người coi trọng chiều sâu hơn bề rộng trong các mối quan hệ và trải nghiệm mọi người cảm thấy thích thú với cuộc sống của bạn và con người của bạn bởi vì bạn không phải là một cuốn sách mở bạn dành nhiều thời gian cho bản thân hoặc đắm chìm sâu vào công việc tạo ra một cuộc sống phù hợp với các giá trị của bạn. Sự tập trung chủ ý này khiến bạn khác biệt với những người có cuộc sống như một cuốn nhật ký mở. Sự hiện diện của bạn giống như một tiểu thuyết bí ẩn hấp dẫn trong một thế giới của các tạp chí mở, hấp dẫn, mời gọi khám phá, nhưng không bao giờ tiết lộ mọi thứ cùng một lúc. Sự bí ẩn bao quanh bạn không chỉ hấp dẫn mà còn để lại ấn tượng sâu sắc. Trong một thế giới mà chia sẻ quá mức là chuẩn mực, bản chất kín đáo của bạn nổi bật bạn khiến bản thân dễ tiếp cận như vậy, không phải vì xa cách, mà vì sự gắn bó sâu sắc với đam mê của mình và cách tiếp cận chu đáo đối với các tương tác xã hội. Mọi người tự nhiên bị thu hút bởi những gì họ không hiểu hoàn toàn, và trong trường hợp của bạn, sức hấp dẫn này được tăng cường bởi sự hiện diện và tương tác chọn lọc của bạn. Bản chất bí ẩn của bạn không chỉ là một phần trong sức quyến rũ của bạn, đó là ngọn hải đăng thu hút người khác đến với bạn khiến họ khao khát muốn tìm hiểu thêm về con người độc nhất vô nhị sau lớp màn bí ẩn. 5. Bạn nhìn thấu xa hơn bề mặt Khả năng nhìn thấu qua những tương tác hời hợt và trò chơi xã hội chính là đặc điểm thực sự khiến bạn khác biệt. Trong một thế giới mà nhiều người đang mãi mê với những vai diễn và kỳ vọng xã hội hàng ngày, bạn sở hữu một sự hiểu biết sâu sắc hơn, giống như bạn đã vén bức màn của sân khấu vĩ đại của cuộc sống và nhận ra nó như nó là một chuỗi vai diễn và kịch bản mà mọi người tuân theo thường là vô thức bạn biết rằng con đường truyền thống do xã hội đặt ra thói quen làm việc liên tục trong ngày không ngừng theo đuổi thành công vật chất vòng luẩn quẩn vô tận của chủ nghĩa tiêu dùng không phải là cách sống duy nhất bạn hiểu rằng đây chỉ là những khía cạnh của một trò chơi lớn hơn một cấu trúc xã hội không nhất thiết phải gắn liền với sự hoàn thành thực sự hay một mục đích sâu sắc hơn cái nhìn thấu đáo này khiến bạn khác biệt cho phép bạn bước đi trong cuộc sống với một góc nhìn khác, không bị ràng buộc bởi những xiềng xích vô hình hạn chế nhận thức của người khác. Trí tuệ tâm linh của bạn mang đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới. Bạn nhìn cuộc sống không chỉ là một chuỗi những tương tác và giao dịch cơ học. Đối với bạn, cuộc sống là một hành trình sâu sắc và ý nghĩa hơn. Chiều sâu tâm linh này mang lại cho bạn cảm giác kết nối với một thứ gì đó lớn hơn thế giới hữu hình xung quanh bạn. Bạn nhận ra ảo tưởng của thế giới vật chất và hiểu rằng sự viên mãn thực sự đến từ một nơi sâu sắc hơn. Sự hiểu biết này không chỉ là kiến thức, đó là một trải nghiệm sống, một cách tồn tại dẫn dắt mọi hành động và suy nghĩ của bạn. Trong một thế giới thường bị lạc lối trong sự hời hợt, chiều sâu hiểu biết và trí tuệ tâm linh của bạn không chỉ hiếm có mà còn là ngọn hải đăng cho những người khác đang tìm kiếm một ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống. 6. Bạn là người nhân ái trong một thế giới thường thờ ơ với những khó khăn của người khác bạn vẫn giữ được một trái tim nhân ái và chân thành với mọi người kim chỉ nam sống này chính là tinh túy tạo nên nét độc đáo trong tính cách của bạn bạn hiểu rằng cảm xúc là thứ phù du thay đổi và không nên chi phối cách bạn đối xử với người khác trí tuệ này cho phép bạn tương tác với lòng đồng cảm và sự thấu hiểu bất kể trạng thái cảm xúc cá nhân của bạn khả năng quản lý và kiềm chế những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực không chỉ là một kỹ năng mà còn là minh chứng cho sức mạnh nội tâm và trí tuệ cảm xúc của bạn sự tự chủ này đảm bảo rằng những tương tác của bạn luôn được xây dựng trên nền tảng của lòng tốt và sự thấu hiểu kết quả là những người xung quanh bạn cảm thấy thoải mái và được trân trọng bạn trở thành nguồn an ủi khiến người khác cảm thấy đặc biệt và được tôn trọng Điều thực sự khiến lòng nhân ái của bạn khác biệt là bạn hiểu rằng mỗi người đều đang phải chiến đấu với những trận chiến của riêng mình, thường im lặng và không được lắng nghe. Bạn nhận ra rằng mỗi người đều mang trên vai những khó khăn riêng, và nhận thức này dẫn dắt cách bạn tương tác. Bạn chọn không phản ứng gây gắt với sai lầm của người khác, nhận ra rằng đó có thể là biểu hiện của những bất ổn bên trong họ. Lòng đồng cảm sâu sắc và sự kiên nhẫn này trong việc đối xử với người khác phản ánh một ý thức sâu sắc về tính nhân văn và sự thấu hiểu. Lòng nhân ái của bạn không phải là một thứ có đi có lại, đó là một mong muốn chân thành đóng góp tích cực vào cuộc sống của người khác mà không mong đợi trả ơn. Cách sống vị tha này là một dấu hiệu rõ ràng về tính cách độc đáo và đầy lòng trắc ẩn của bạn, khiến bạn trở thành một sự hiện diện hiếm có và quý giá trong cuộc sống của những người bạn chạm đến. 7 trong một thế giới mà ai cũng khao khát cất tiếng bạn biết lắng nghe thực sự khả năng lắng nghe tích cực của bạn khiến bạn trở nên độc nhất vô nhị bạn đã thành thạo nghệ thuật lắng nghe một kỹ năng quý giá hơn nhiều người nhận ra khi bạn lắng nghe không chỉ đơn thuần là nghe những từ ngữ đó là về việc hiểu những cảm xúc và suy nghĩ đằng sau chúng trong sự hiện diện của bạn mọi người cảm thấy thực sự được lắng nghe và thấu hiểu một điều hiếm có trong một thế giới hối hả nơi việc lắng nghe thực sự thường bị bỏ qua bạn đóng vai trò hiếm có của một người lắng nghe đầy lòng trắc ẩn trong cuộc sống của người khác trong các cuộc trò chuyện bạn không chỉ chờ đến lượt mình nói thay vào đó bạn dành toàn bộ sự chú ý của mình đắm chìm vào câu chuyện của họ cách tiếp cận này thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với người khác khiến bạn trở thành một người tâm giao đáng trân trọng đó là một món quà an ủi bạn trao tặng cho phép mọi người thể hiện bản thân trọn vẹn biết rằng họ thực sự được lắng nghe kỹ năng lắng nghe này không chỉ là phương tiện giao tiếp đó là một công cụ học tập mỗi câu chuyện được chia sẻ với bạn là một cơ hội để học hỏi trưởng thành và hiểu hơn về bức tranh đa dạng của trải nghiệm con người trong một xã hội mà nhiều người ưu tiên nói hơn lắng nghe khả năng thực sự lắng nghe người khác của bạn là ngọn hải đăng của sự đồng cảm và thấu hiểu bạn không chỉ là người lắng nghe bạn là một đồng minh thấu hiểu tạo ra một không gian nơi tiếng nói được trân trọng và câu chuyện được yêu quý. 8. Bạn luôn tìm kiếm sự tốt đẹp hơn. Hành trình hướng tới sự hoàn thiện bản thân của bạn chính là dấu hiệu rõ ràng về cách sống độc đáo của bạn. Bất giống như nhiều người có thể hài lòng với sự an phận, bạn mang trong mình tinh thần không ngừng phát triển và ham học hỏi. Cuộc tìm kiếm này không chỉ đơn thuần là thu thập những kỹ năng hay kiến thức mới nó là một hành trình sâu xa hơn để hiểu mình hơn và nâng cao trải nghiệm con người của bạn. Tâm lý này khiến bạn trở nên đặc biệt, một người coi cuộc sống như một bức tranh với vô vàng khả năng học hỏi và tiến hóa. Chỉ đơn giản là việc bạn ở đây, tìm kiếm những hiểu biết và trí tuệ trên YouTube, đã nói lên rất nhiều về con người bạn. Điều đó cho thấy bạn không hài lòng với sự hiểu biết hời hợt hay tồn tại thụ động. Thay vào đó, bạn đang tích cực tham gia vào những ý tưởng thách thức và mở rộng quan điểm của mình. Sự khiêm tốn của bạn tỏa sáng trong cuộc tìm kiếm tri thức này. Bạn nhận ra rằng dù bạn biết bao nhiêu, vẫn luôn có nhiều điều để học hỏi, nhiều điều để khám phá. Sự thiếu kiêu ngạo, sự cởi mở với những ý tưởng và trải nghiệm mới là một làn gió mát lạnh trong một thế giới mà nhiều người tuyên bố đã có tất cả câu trả lời. Niềm đam mê học hỏi và hoàn thiện của bạn chính là minh chứng cho sức mạnh và trí tuệ của bạn. Đó là một hành trình đòi hỏi sự dũng cảm dũng cảm đối mặt với những giới hạn của bản thân dũng cảm nghi ngờ niềm tin của mình và dấn thân vào vùng đất chưa biết để tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn cuộc truy tìm này không chỉ là về sự phát triển cá nhân nó là về việc làm sâu sắc hơn mối liên hệ của bạn với thế giới và những người trong đó sự khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi của bạn không chỉ khiến bạn trở thành một người học trò của cuộc sống mà còn là nguồn cảm hứng cho những người xung quanh bạn là ngọn hải đăng của sự phát triển cho người khác thấy rằng con đường tự khám phá và hoàn thiện là một hành trình đáng dấn thân. 9. Bạn hành động vì mục tiêu của mình. Hoài bão lớn và những bước đi cụ thể hướng tới những giấc mơ đó là đặc điểm nổi bật của bản chất phi thường của bạn. Trong một thế giới mà nhiều người ôm ấp những hoài bão lớn nhưng chỉ số ít dám hành động, bạn nổi bật như một ngoại lệ. Cách bạn tiếp cận cuộc sống không phải là mơ ước hảo huyền, nó là về việc biến những ước mơ đó thành hiện thực chính đặc điểm này khiến bạn khác biệt đánh dấu bạn là một người thực sự khác biệt bạn không chỉ là người mơ mộng bạn là người hành động nơi mà người khác trục trè hoặc trì hoãn bạn bắt đầu hành động bước ngoặt chủ động này hướng tới mục tiêu của bạn thể hiện bản chất phi thường của bạn bạn hiểu rằng ước mơ không chỉ để ao ước chúng là để nỗ lực cho chúng sự cống hiến của bạn trong việc nỗ lực đúng cách và không ngừng làm việc hướng tới mong muốn của mình thật đáng khích lệ chính cam kết này biến những giấc mơ của bạn từ những suy nghĩ đơn thuần thành những thành tựu hữu hình tham vọng của bạn thể hiện rõ qua hành động của bạn bạn là một người ham học tập trung sâu sắc vào mục tiêu của mình khi người khác quan sát hành trình của bạn họ không chỉ thấy tham vọng họ thấy quyết tâm kiên cường và theo đuổi sự xuất sắc không ngừng bạn không chỉ hài lòng với việc tưởng tượng thành công bạn đang tích cực tạo dựng nó với từng bước bạn thực hiện sự kết hợp giữa mơ ước và hành động này không chỉ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình mà còn là ngọn hải đăng cho những người khác, khuyến khích họ vượt qua khỏi mơ ước và bắt đầu hành động. 10. Bạn luôn giữ vững tinh thần tích cực. Khả năng duy trì sự lạc quan trong mọi hoàn cảnh chính là dấu ấn đặc trưng của tính cách độc đáo của bạn. Trong một thế giới thường thiên về bi quan, cái nhìn lạc quan của bạn không chỉ truyền cảm hứng mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy ngạc nhiên trong khi những người khác có thể tập trung vào những điều tiêu cực bạn sở hữu khả năng đặc biệt để tìm thấy ánh sáng le lói bài học tích cực trong mọi hoàn cảnh cách tiếp cận này không chỉ đơn thuần là nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng đó là một sự hiểu biết sâu sắc rằng mọi tình huống dù khó khăn đến đâu cũng mang đến cơ hội để trưởng thành và học hỏi bạn không coi thất bại là bước lùi mà là những bước đệm đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu mỗi trở ngại mỗi lần vấp ngã đều đưa bạn đến gần hơn với những gì bạn muốn đạt được. Bạn đã học được không bị bẻ gãy bởi những thất bại, mà coi chúng là những phần không thể thiếu trong hành trình của mình. Sự kiên cường và lòng lạc quan không lây chuyển này khiến bạn trở nên khác biệt. Bạn biết rằng việc duy trì thái độ tích cực là rất quan trọng, đặc biệt là khi đối mặt với nghịch cảnh. Chính tâm lý này giúp bạn vượt qua những thăng trầm của cuộc sống với sự từ tốn và vững vàng thái độ tích cực của bạn bắt nguồn từ niềm tin sâu sắc rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn theo cách này hay cách khác niềm tin này không bắt nguồn từ sự ngây thơ đó là một lựa chọn một quyết định có ý thức để tập trung vào những khả năng vượt qua chướng ngại bạn hiểu rằng con đường đời không phải lúc nào cũng thẳng tắp hay dễ dàng nhưng bạn tin tưởng rằng mỗi khúc quanh co đều có mục đích của nó cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi nếu quý vị thấy video hữu ích, hãy nhấn nút thích và để lại bình luận để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị.